Chào mừng tất cả các bạn đã đến với bộ truyện tranh nổi tiếng Doraemon, câu chuyện về chú mèo máy thông minh và cậu bé Nobita hậu đậu nhưng tốt bụng. Dù bạn là trẻ em hay đã trưởng thành rồi thì chắc chắn, chú eo ú thông minh với những bảo bối thần kỳ đã trở thành một phần tuổi thơ không thể thiếu với mỗi người. Vậy các bạn có nhớ Doraemon đã đến với Nobita như thế nào không? Các bạn nhấn đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé và theo dõi việc Doraemon xuất hiện với Nobita ngay sau đây. Nobita hí hửng khi đã bước sang năm mới và cậu ta mơ ước năm nay sẽ gặp nhiều điều may mắn, tránh đi mọi xui xẻo của năm cũ. Vừa đang hí hửng với ước mơ năm mới sang, nửa tiếng sau cậu gặp sự cố kinh hoàng. 10 phút nữa cậu té vào hồ nước. Bỗng cậu hốt hoảng nghe tiếng sột soạt xung quanh, cậu hét lên. Ai đó, có giỏi thì ra đây đi, chơi mà trốn à. Hết to nhưng không thấy ai cả, cậu tìm khắp nơi. Cậu suy nghĩ chẳng lẽ mình đang mơ à. Bỗng cậu thất kinh từ trong bàn học của mình, xuất hiện một quái vật béo ú và chào cậu ta mạnh giỏi chứ nobita á à, quái vật kia ngươi từ đâu ra nobita hét lên nobita vội chạy đến học bàn sờ soạn hả chẳng lẽ mày từ chỗ này chui ra hả dojemon cười toán lên đúng rồi cậu lạ lắm hả dojemon an ủi nobita đừng sợ tớ đến đây giúp cậu tránh đi mọi phiền toái nobita hỏi nhưng bằng cách nào dễ lắm mà khi nào cậu gặp nguy tớ sẽ báo trước cho cậu dojemon nói nobita hét lên Vô lý, cậu là thầy bói hay tiên tri sao biết được tương lai, cậu đến đây gạt tớ phải không? Thế mới hay, cậu không tin à? Tóc cóc tin một quái vật từ đâu đến đây lừa gạt tớ. Nobita quay đi chỗ khác. Bỗng mon thấy dĩa bánh trên bàn hỏi Nobita. Cái gì đây? Bánh nếp đó Nobita trả lời. Tớ nếm thử được không mon năn nỉ? Được. Nobita đồng ý, mon thử ngay món lạ mà cậu ấy chưa từng thấy bao giờ. Đến lúc tớ phải đi rồi, tạm biệt cậu nhé. Dogemon chào từ biệt Nobita. Ê đứng lại đã. Chưa kịp túng áo, Dogemon đã chui vào học bàn và biến mất. Ha ha thì ra đây chỉ là một giấc mơ, làm gì có chuyện ai biết trước được tương lai mình chứ. Nobita cười ngạo nghễ. Chào cụ cố, cụ có khỏe không ạ? À? Lẽ ra cháu đến đây từ lúc nãy, vì bận quá nên bảo Dogemon đến trước. À mà cụ thấy con mèo quái dị ấy thế nào, dễ thương không? Thật ra con mèo mập ấy còn vài tật xấu, nhưng nói chung rất dễ thương và lợi hại. Ủa mà nghe nói cụ cố cũng có nhiều tật xấu lắm phải không? Nào là học hành thì dở ạch, chơi thể thao luôn chót bẹt, thậm chí chơi búa bao cũng không thắng nổi ai phải không cụ? Đã thế cụ còn lười biếng, lại thích ham chơi, thử hỏi vậy sao nên người được hở cụ? Tóm lại cháu thấy cụ cần có một người bạn giúp đỡ cụ. Nobita quát lên. Này cậu là ai mà cũng chui ra từ học bàn như con quái thú kia rồi nói nhảm với tớ? Ủa sao lạ vậy cụ? Dogemon chưa nói gì với cụ sao? Bỗng Dogemon từ trong học tủ lại chui ra, cười huề. Tớ quên mất. Tớ là Dogemon, mèo máy đến từ thế kỷ 22, bọn cháu đến đây bằng cỗ máy thời gian trong học bàn của cụ. Nhưng cậu là ai chứ? Nó là Nobito chất chít của cụ gọi cậu bằng cụ cố lận đấy. Có gì ngạc nhiên mà cậu há mồm to thế Nobita? Dốc tổ, mới 9 tuổi làm sao có chắc to trà bá vậy? Dogemon bảo Nobito, cậu giải thích cho Nobita nghe đi. Bây giờ cụ còn nhỏ, nhưng vài chục năm nữa cụ sẽ lớn đúng không? Ừ đúng, khi lớn thì cậu sẽ lấy vợ. Ừ đúng. Có vợ rồi cụ sẽ có con. Ừ đúng. Có con rồi sẽ có chắt. Ừ đúng. Nhưng ai sẽ là mẹ của các con tớ? Nobita cười vui vẻ, xua tay. Thôi khỏi nói, Suka là vợ của tớ phải không? Hình như là trai cô thì phải. Hả cái gì? Nobita hét lên, không, không tớ không chịu đâu, tớ ghét con mập đó lắm. Nobito an ủi, cụ bình tĩnh để Dogemon xem lại album đã. Đây rồi, tấm ảnh cưới của cậu đây. Đồ lừa bịp, láo toét cút ngay. Nobita con làm sao thế? Hi hi, làm gì có chuyện hoang đường đó, chắc là con nằm mơ thôi. Bố đã xem kỹ trong học bàn rồi. Thôi con ngủ đi đường nghĩ ngợi lung tung nữa. Chắc chắn rồi đây con sẽ hạnh phúc. Và sẽ gặp may mắn nữa. Nhất định bố mẹ sẽ lo cho con mà. Nhưng dù sao mình vẫn còn lo lo. Nó bảo nữa giờ nữa mình sẽ gặp tai nạn. Bây giờ đã 20 phút rồi. Tốt nhất là mình ngồi đây án binh bất động. Người ta bảo có kiêng là có lành thế là sắp thoát nạn rồi chỉ còn một phút nữa thôi nobita ơi chuyện gì thế sula quả cầu của tớ ờ để tớ giúp cho oái trời ơi hú hốn may mà có cành cây đỡ mình đúng là tai nạn chết người mà cậu không sao chứ nobita chúng mình cùng chơi đánh cầu nhé ừ thì chơi nhưng ai thua sẽ bị quẹt mực lên mặt chịu không đồng ý thua đừng khóc nhé đừng nói nhiều bắt đầu đi nào ha ha cái mặt đầy mặt đen thui xấu chưa kìa vẫn còn hơn cậu, con gái gì mà béo ú như củ khoai. Cái gì cậu dám bảo tớ là củ khoai tây hả? Đứa nào chọc em tớ khóc đó? Trai anh quát lên. Hu hu cứu em với anh trai en, Nobita chê em như củ khoai tây. Hả? Còn cái chuyện ngã vào hồ nước như con quái thú kia nói nữa. Hi hi chắc không sao. Hồ nước cao thế làm sao ngã được? Ùm. Ừ, sao con hậu đậu thế Nobita? Nguy quá như vậy đâu phải mình nằm mơ, con quái vật nói đúng mà. Hả? đây là cuốn um bum hồi nãy để xem hậu vận của mình sẽ thế nào không thể như thế được chưa hết đâu sau đọc cụ cố phải bán hết tài sản để trả nợ vợ con cậu cố phải ra đi ở đầu đường xó chợ làm ăn xin để sống qua ngày hu hu chẳng lẽ số phận nobita thê thảm vậy sao hu hu bất hạnh quá tớ chẳng muốn đi ăn xin đâu không đến nỗi bi đát vậy đâu cậu số phận mỗi người hoàn toàn có thể thay đổi được mà hả cậu nói thật sao đúng vậy đó là lý do cháu cử Dogemon đến đây với cụ. Nhưng mà, tớ còn thắc mắc một việc. Nếu số phận thay đổi vậy cậu có ra đời không Nobito? Cụ cố khỏi lo, cháu vẫn có mặt đó ạ. Sự thật bọn cháu chỉ làm giảm rủi ro cho cụ thôi ạ. Chứ về cơ bản thì số phận cụ cố cũng không thay đổi nhiều. Giống như đi từ Tokyo đến Hawaii có thể đi bằng nhiều phương tiện khác nhau. Tớ sẽ chọn cho Nobita phương tiện đi nhanh nhất, cậu có thể ở tớ. Seau nói thật chứ quái thú cậu mà còn kêu tớ là quái thú là tớ không giúp cậu đâu đó tớ xin lỗi từ nay hai người sẽ là bạn của nhau xong việc rồi ta đi ngắm phố phường đi mèo ú nhưng mẹ cậu đang đợi ở nhà đấy nobito thôi được tớ có đem trong chóng che đây chúng ta có thể bay vài vòng rồi về còn kịp oái hình như tớ cắm sai vị trí thì phải không sao cắm chỗ nào cũng được có thể cậu mới sử dụng lần đầu nên chưa quen bay với nó vài lần cậu sẽ thích ngay Trời đất con trai con đứa gì mặc quần lót mà đi nhong nhong ngoài đường không biết mắc cỡ. Nobita con làm sao thế? Hi hi, làm gì có chuyện hoang đường đó, chắc là con nằm mơ thôi. Bố đã xem kỹ trong học bàn rồi. Thôi con ngủ đi đường nghĩ ngợi lung tung nữa. Chắc chắn rồi đây con sẽ hạnh phúc. Và sẽ gặp may mắn nữa. Nhất định bố mẹ sẽ lo cho con mà. Nhưng dù sao mình vẫn còn lo lo. Nó bảo nữa giờ nữa mình sẽ gặp tai nạn. Bây giờ đã 20 phút rồi, tốt nhất là mình ngồi đây án binh bất động. Người ta bảo có kiêng là có lành. Thế là sắp thoát nạn rồi, chỉ còn một phút nữa thôi. Nobita ơi, chuyện gì thế Sula? Quả cầu của tớ. Ờ để tớ giúp cho. Oái, trời ơi, hú hốn, may mà có cành cây đỡ mình. Đúng là tai nạn chết người mà. Cậu không sao chứ Nobita. Chúng mình cùng chơi đánh cầu nhé. Ừ thì chơi. Nhưng ai thua sẽ bị quẹt mực lên mặt chịu không Đồng ý. Thua đừng khóc nhé đừng nói nhiều bắt đầu đi nào ha ha cái mặt đầy mặt đen thui xấu chưa kìa vẫn còn hơn cậu con gái gì mà béo ú như củ khoai cái gì cậu dám bảo tớ là củ khoai tây hả đứa nào chọc em tớ khóc đó trai anh quát lên hu hu cứu em với anh trai em nobita chê em như củ khoai tây hả còn cái chuyện ngã vào hồ nước như con quái thú kia nói nữa hi hi chắc không sao hồ nước cao thế làm sao ngã được ùm ừ, sao con hậu đậu thế nobita nguy quá như vậy đâu phải mình nằm mơ con quái vật nói đúng mà Hà, đây là cuốn um bum hồi nãy để xem hậu vận của mình sẽ thế nào không thể như thế được chưa hết đâu sau đọc cụ cố phải bán hết tài sản để trả nợ vợ con cậu cố phải ra đi ở đầu đường xó chợ làm ăn xin để sống qua ngày hu hu chẳng lẽ số phận nobita thê thảm vậy sao hu hu bất hạnh quá tớ chẳng muốn đi ăn xin đâu không đến nỗi bi đát vậy đâu cậu số phận mỗi người hoàn toàn có thể thay đổi được mà Hả, cậu nói thật sao? Đúng vậy, đó là lý do cháu cử Dojemon đến đây với cụ. Nhưng mà tớ còn thắc mắc một việc. Nếu số phận thay đổi vậy cậu có ra đời không Nobito? Cụ cố khỏi lo, cháu vẫn có mặt đó hả? Sự thật bọn cháu chỉ làm giảm rủi ro cho cụ thôi ạ. Chứ về cơ bản thì số phận cụ cố cũng không thay đổi nhiều. Giống như đi từ Tokyo đến Hawaii có thể đi bằng nhiều phương tiện khác nhau. Tớ sẽ chọn cho Nobita phương tiện đi nhanh nhất, cậu có thể ở tớ. Cau nói thật chứ quái thú cậu mà còn kêu tớ là quái thú là tớ không giúp cậu đâu đó tớ xin lỗi từ nay hai người sẽ là bạn của nhau xong việc rồi ta đi ngắm phố phường đi mèo ú nhưng mẹ cậu đang đợi ở nhà đấy nobito thôi được tớ có đem trong chóng che đây chúng ta có thể bay vài vòng rồi về còn kịp oái hình như tớ cắm sai vị trí thì phải không sao cắm chỗ nào cũng được có thể cậu mới sử dụng lần đầu nên chưa quen bay với nó vài lần cậu sẽ thích ngay Trời đất con trai con đứa gì mặc quần lót mà đi nhong nhong ngoài đường không biết mắc cỡ.